Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ đã mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận nhiều hơn với Internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em lại thường ít được trang bị đủ các kỹ năng tự vệ, có nguy cơ chịu nhiều rủi ro và bị xâm hại nhiều hơn, như bị tiết lộ thông tin thuộc bí mật cá nhân và bị sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích xấu, dễ bị lôi kéo, kích động để vi phạm pháp luật, bị xâm hại tình dục, bóc lột và lừa đảo qua các trò chơi trên mạng. Chính vì vậy, việc xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em, cũng như có những hình thức để bảo vệ trẻ em một cách chủ động trên môi trường mạng là vấn đề đòi hỏi sự chung tay của mỗi gia đình và toàn xã hội. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, ý thức rõ về những tác hại nguy hiểm mà môi trường mạng có thể tác động đến trẻ. Thời gian qua, ngành giáo dục cũng như các tổ chức đoàn thể đã có nhiều hoạt động nhằm trang bị cho trẻ em những kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng, tạo cho trẻ lá chắn bảo vệ vững chắc trước những tác động tiêu cực của thế giới mạng. Theo báo cáo khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD, tại Việt Nam cứ 10 trẻ em thì có 7 trẻ em tham gia khảo sát sử dụng Internet hơn 1 tiếng một ngày. 43,4% trẻ em tham gia khảo sát sử dụng Internet từ 1 đến 3 tiếng một ngày. 54,4% trẻ em chia sẻ việc tiếp cận Internet với bố mẹ, người thân, và chỉ có khoảng 30% bố mẹ, người thân chủ động kiểm soát việc sử dụng Internet của trẻ. Cùng với việc sử dụng Internet để giải trí, học tập, các em còn sử dụng mạng để giao tiếp với bạn bè và tìm kiếm các thông tin về các vấn đề trẻ quan tâm. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia của MSD, do chưa ý thức đầy đủ cũng như hiểu biết hết những tiêu cực của Internet nên trẻ em cũng là đối tượng bị tác động tiêu cực từ thế giới mạng, như bị xâm hại, bạo lực ngôn từ, bị bắt nạt trên môi trường mạng, lừa đảo. Một trong những hình thức trẻ thường gặp đó là bạo lực ngôn từ, miệt thị ngoại hình, hay còn được gọi là body shaming. Đây là hành vi sử dụng ngôn từ hoặc lời nói quá giới hạn để nói xấu, đặc biệt danh, chỉ trích về ngoại hình để đe dọa, xúc phạm người khác và đăng tải trên các trang Facebook, Zalo. Đây là vấn nạn phổ biến nhất hiện nay của thiếu nhi. Tuy không gây nguy hiểm về tính mạng, nhưng lại tác động tiêu cực rất lớn với tinh thần các em. Nó đã phổ biến ngày nay rất là nhiều ở giữa các bạn học sinh ở các cấp học, và không chỉ riêng ngoài là các bạn bạo lực ngôn từ ở trên trường học, ở ngoài đời, mà còn các bạn còn bạo lực ngôn từ online, ở trên các không gian mạng, ở trên các mạng xã hội. Có những cái ganh tị, ganh ghét với nhau, họ có những cái xung đột với nhau, dần dần thì họ trở nên là nghĩ xấu về nhau và nói xấu nhau. Để giúp các em hiểu về những tác động từ hành động tưởng chừng vui đùa này đến người khác, thời gian qua, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền đến các em học sinh, đội viên về luật trẻ em, cách thức bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hội đồng đội các cấp cũng đã tổ chức nhiều sân chơi, mô hình sinh hoạt, tạo môi trường học tập vui chơi bổ ích cho các em trên không gian mạng. Liên đội trường tiểu học Phước Hải 3 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về các vấn nạn bạo lực trên không gian mạng phổ biến ở lứa tuổi các em. Cuộc thi được phát động gần 2 tuần với hơn 600 bài viết của hơn 400 học sinh của trường tham gia. Trong mỗi bài viết dự thi, các em không chỉ trình bày người trong cuộc với những tình huống bị đe dọa bạo lực trên mạng và còn chia sẻ về kiến thức, cách thức giải quyết vấn đề. Body shaming mà trên mạng thì các bạn đó là muốn có cái ý xấu đối với mình và muốn tất cả mọi người đều biết là mình bị miệt thị như vậy, mình bị nói là mình như thế, thì mình là sau này mình có đi đâu họ cũng sẽ bàn tán nói về mình như vậy, thì mình cảm giác mình rất là tự ti ạ. Liên đội của trường con á tổ chức cái hoạt động này thì con thấy nó rất là ý nghĩa, thì là cái này sẽ giúp con là khi mà mình bị bạo lực thì mình phải nói ra, chứ mình không nên để trong lòng của mình. Và qua đây thì con cũng sẽ biết một vài cái biện pháp, hoặc là các cái biện pháp để là mình phòng chống, để làm nó cái tình trạng này nó sẽ không còn diễn ra trong trên trường học nữa. Tổ chức cuộc thi nhằm để các bé là chịu đọc sách và đọc các tìm kiếm các thông tin trên mạng, và bên cạnh đó là các bé phải được biết chọn lọc thông tin, và các bé đã đưa vào bài viết của các bạn là tìm ra được những cái trường hợp nào và có thể là các bạn là nạn nhân của những trường hợp đó trên mạng xã hội, hoặc là tại khoa trường của mình, hoặc là tại gia đình.
thì các bạn sẽ đưa vào bài viết của các bạn và các bạn sẽ kể lại như một câu chuyện rất là bình thường để cho chúng ta hiểu được tâm lý của bạn ngay lúc đó. Và các bạn sẽ tự đưa ra giải pháp hoặc các bạn sẽ nêu ra những giải pháp dành cho những bạn khác. Câu lạc bộ tuyên truyền an toàn online do Liên đội Trường Trung học Cơ sở Lộc An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ được thành lập từ hơn 2 tháng nay với hơn 10 thành viên. Câu lạc bộ có nhiệm vụ chính là thông tin tuyên truyền những vấn nạn, tình huống thường gặp phải khi truy cập sử dụng mạng Internet, cùng những cách xử lý bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội và chia sẻ cho bạn bè, người thân trong gia đình. Con đã lấy những cái tư liệu này ở trên Facebook, TikTok hoặc là thậm chí là báo chí hoặc là những cái trang web nào đó. Bởi vì con chọn tư liệu này là vì con thấy nó có nhiều tình huống gây nguy hiểm và dựa trên câu chuyện có thật cho các bạn và các cô chú, những người mà đang sử dụng mạng Internet có thể phòng tránh và giảm cái nguy cơ bị lừa đảo hoặc là xâm hại trên Internet. Chính các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên nhí, tuyên truyền cho các bạn của mình biết về cái an toàn trên không gian mạng, tuyên truyền cho phụ huynh được biết để phụ huynh được nắm rõ hơn để bảo vệ các em và bảo vệ chính bản thân. Và khi bản thân các em tuyên truyền thì chính bản thân các em cũng sẽ dần hiểu rõ được cái an toàn không gian mạng nhiều hơn. Theo báo cáo của Hội đồng đội tỉnh, hiện 100% liên đội các trường đều duy trì tổ chức ít nhất một sân chơi, hoạt động tuyên truyền cho đội viên thanh thiếu niên về luật trẻ em, kiến thức bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các sân chơi thu hút hơn 100.000 lượt thanh thiếu nhi, đội viên học sinh tại các trường. Tuyên truyền dưới cờ cho các em học sinh. Giáo viên tổ chức đội cũng phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc quản lý các em học sinh về cái thời gian mà các em được tham gia trên không gian mạng. Cái thứ ba là liên đội cũng thành lập một cái đội là xung kích trên không gian mạng để kiểu như là báo cáo kịp thời các sự việc xảy ra trong không gian mạng để mình kịp thời nắm bắt, bởi vì một số sự việc thì chỉ có trong lớp các em được biết thôi và chỉ có những người trong lớp các em được biết, thì các em sẽ tiến là người báo cáo với mình và mình biết là mình để mình giải quyết cái vấn đề đó. Cùng với các tổ chức đoàn thể, để bảo vệ trẻ trước những tác động tiêu cực của không gian mạng, vai trò của gia đình có ý nghĩa hết sức quan trọng và đang dần được các bậc phụ huynh quan tâm. Có hai con đang học cấp 2, đây là độ tuổi dễ bị lợi dụng sự non nớt, chưa hiểu biết để lôi kéo dụ dỗ, nên cần được bảo vệ chặt chẽ. Dẫu biết rằng mạng xã hội giúp các con có cơ hội khai thác, tiếp cận thông tin, thế nhưng mỗi ngày ngoài nhu cầu học tập, chị Nguyễn Thị Tho, phường 10, thành phố Vũng Tàu, dành cho các con sử dụng điện thoại khoảng 30 phút thư giãn để đảm bảo an toàn cho con khi tham gia mạng xã hội an toàn. Khi có thời gian rảnh, chị đều hướng dẫn cho con những kỹ năng kiến thức cơ bản, không ấn vào đường link lạ, không kết bạn, giao lưu với người lạ hoặc học theo các video xấu trên mạng xã hội. Hai đứa con của mình thì không có điện thoại riêng. Có cái việc phục vụ trong việc học ấy thì con mượn mẹ, thì mẹ lúc đó mẹ mới đưa cho con thôi. Và đưa cho nhưng mà cũng trong thời gian giới hạn của ba mẹ. Nói chung là có sự kiểm soát của ba mẹ hết, sẽ kiểm tra cái lịch sử của bé. Nếu như mà mình thấy bé vào những cái trang web không lành mạnh á, mình cũng sẽ có cái sự trao đổi với bé, hướng dẫn bé để tránh bị những cái trường hợp lợi dụng, kẻ xấu lợi dụng á. Bố mẹ hướng dẫn là không được truy cập vào những đường link và những trang web lạ. Rồi bố mẹ cho xem những video có nội dung bổ ích, không được xem những video có nội dung không lành mạnh và không đáng tin cậy. Chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, một mình chị Đặng Phương Thảo, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, trông nom 4 đứa con. Thế nhưng không gì bận rộn mà chị dùng chiếc điện thoại kết nối Internet làm công cụ trông trẻ. Dành nhiều thời gian kể chuyện cho các con nghe hoặc sử dụng mạng xã hội đúng lúc đúng giờ. Chị Thảo giúp các bé tiếp cận tiếng Anh sớm hơn thông qua những video clip, bài hát đã được chọn lọc. Như tất cả các cái thiết bị điện tử ở nhà chị đều đăng nhập trên một cái Gmail của chị, thì chị sẽ kiểm soát được cái nội dung các con xem. Ví dụ như là mình sẽ chủ động được là đặt ra những cái kênh YouTube mà mình đề xuất. Trong thời đại công nghệ số, việc cấm trẻ em tham gia vào mạng xã hội hay sử dụng Internet là điều không thể. Bởi điều này sẽ hạn chế việc trẻ tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, làm thế nào để bảo vệ con an toàn là trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ. Bên cạnh các giải pháp về chính sách, kỹ thuật, thì mỗi gia đình, nhà trường và xã hội
cần tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng tự vệ cho trẻ em, giúp trẻ em biết bảo vệ thông tin cá nhân và tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng. Để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ khi tiếp xúc với mạng xã hội, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi để các em biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn là rất cần thiết. Đó chính là vaccine số dành cho những công dân số nhí. Quý vị vừa theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.